Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về toán lớp lớp 3, tìm số bị chi có dư. Thì bước đầu tiên mình lấy ví dụ để cho các bạn biết được số bị chi nằm ở phép gì, và muốn tìm số bị chi thì cần những yếu tố gì. Ví dụ như 3 que chia cho 2, thì các bạn nhớ 1, 2, 3 3 que chia cho 2 bạn, bạn thứ nhất và bạn thứ 2. Thì để chia công bằng thì các bạn chia từng que. Que thứ nhất dành cho bạn thứ nhất, que thứ hai dành cho bạn thứ hai. Còn một que đây, nếu chia cho bạn thứ nhất thì bạn thứ hai kiện, nếu cho bạn thứ hai thì bạn thứ nhất đòi. Vậy một que này người ta gọi là que dư, được chưa? Vậy 3 nè chia cho 2 bạn nè thì mỗi bạn bao nhiêu ạ? Được một que và dư một, được chưa? Khi đây được gọi là phép chia, và có từ này thì người ta gọi là phép chia có dư. Cái số 3 nè đứng trước cái dấu chia nè, người ta gọi là số bị chia. Cái số 2 nè đứng sau cái dấu chia nè, người ta gọi là số chia. 3 chia 2 mỗi bạn được 1 nè thì người ta gọi là thư. Rồi, số 1 này người ta gọi là số dư. Ok chưa ạ? Vậy trong phép chia có dư, các bạn cần nhớ thứ nhất đó là số bị chia, thứ hai số chia, thứ ba thư, và thứ tư là số dư. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ có công thức tìm số bị chia trong phép chia có dư các bạn. Cái số bị chia sẽ bằng thư nhân với số chia và cộng với số dư. Nhớ giúp mình công thức, muốn tìm số bị chia ta lấy thư cộng với số chia. Muốn tìm số bị chia ta lấy thư nhân với số chia cộng với số dư nha các bạn. Rồi mình lấy ví dụ như x chia 2 bằng 3 dư 1. Thì các bạn nhìn vào đây là phép gì ạ? Phép chia. Đây là số bị chia, đây là số chia, đây là thư, đây là dư. Vậy muốn tìm số bị chia ta lấy thư nè nhân với số chia nè cộng với số dư. Thì ở đây có phép gì ạ? Phép nhân và phép cộng. Các bạn làm phép nhân trước giúp mình. 3 nhân 2 bằng 6 cộng 1. 6 cộng 1 bằng mấy ạ? Bằng 7. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho một ví dụ, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới mình nha các bạn. X chia cho 4 bằng 10 dư 3. Rồi các bạn hãy giải tìm x giúp mình. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những clip sau trở nên hay và ý nghĩa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.